Man City bị cướp mất chiến thắng, fan nổi giận. Rạng sáng nay, ngày 23 tháng 2, cuộc đọ sức giữa RB Leipzig và Manchester City trong khuôn khổ vòng 1 tháng 8 Champions League đã diễn ra. Dù trận đấu đã kết thúc, nhưng những tranh cãi về nó sẽ luôn được nhắc đến. Cụ thể, vào những phút bù giờ cuối cùng, khi tỷ số đang là 1-1, bóng dường như đã chạm tay Benjamin Henry trong vòng cấm Leipzig sau tình huống đánh đầu từ pha đá phạt góc của Rodri. Tuy vậy, trọng tài không có bất kỳ một động thái nào và thổi còi kết thúc trận đấu chỉ ít lâu sau đó. Chính vì vậy, những người hâm mộ Man City đã nổi giận khi đội nhà bị từ chối một quả phạt đền muộn, một người viết trên Twitter. Trận đấu này không công bằng, đó là một pha chơi bóng bằng tay trắng trợn của trận đấu. Man City đã bị cướp đi một bàn thắng. Cựu trọng tài Premier League Peter Ward từng tuyên bố trên BT Sport sau trận đấu rằng VAR thậm chí còn không kiểm tra vụ việc. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City cho biết: "Tôi không chứng kiến nên không thể nói nhiều đến vấn đề này, nhưng tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong những tình huống kiểu như thế này. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé."